Sus rey nèo kinh nèo, sma kùm kàn video thamay ngày môn nhóm mà rì ai tư storyline ở bò bòng mèn mạng đá. Hòi ngày ní, bà chìa bây bùn màu môn bòng lora mòm, I'm sorry if I say your name wrong, but còn gặp bạn chanh nèo video storyline bọc quạt mùi tiệt phòng đá. Cứ chìa kè tà ca rồi viên quạt nâng rung hồn bạc vai giới, rung hồn bì dạ. Yeah, nhóm chìa like chìa fan bọc quạt tăng bì nhóm nick mến của anh nhóm hiện cha bọc thay. Oh wow, quạt chìa like đôi thay nhạc dù miền con cắt khám em rồi chứ chẳng hay thật. Ngày ní nhóm gặp bạn ở Facebook tôi gặp bạn khơi quạt phô nè storyline bọc quạt. So you know what, tụi bây chìa mấy con nhóm thời tài reactor nâng đá đời xa tài. At least she's my celebrity idol tăng khám em chẳng. So mà nhóm dễ chọn tiếp. Xin subscribe nè mùi. Phụ em mình nè mơ video nhóm chừng 1% đã mơ hay ở subscribe. How are you? Yeah, complete like, complete share, complete comment as well. Thay nhóm cô ta react tới ai bật tốt đẹp. Let's go. Ok. Nè lờ start nè lờ tập bộ ở kia. Cụp giang đại thơ ai chỉ vượt nhóm một đo trong nội nè. Cứ đây xa tại cái đây xa lành. Yeah, quạt có thlop lang ni ai TED Talk on pim music được kia. So I think the love of music for her is a lot, like she is passionate about music. Wait, can I just say about the edit and the transition? Yang đại thừa chỉ vượt nhiều một đo trong nội ni. Nghe gì mới? Cứ đây xa tại cái đây. Oh, bị đột bị lừng ngất mà nó play. Sơ lạnh. Oh, lời hiền hiền là seal đi cái. ໄດ້ສະຫຼັງໂດຍຕະນັງປັນເລີໂອເຄແຕ່ບັນພືຍຍັງຈັ່ງປີພິພົບງົງຶດໂອສິກໄດ້ສະຫຼັງຄືຊິປັນເລີໄດ້ບັນພືຍຍັງຈັ່ງປີສິກໄດ້ງົງຶດປន្តែສົບໃບປັນເລີປາຕັດນໍແຕ່ອາດບັງຈັດໄດ້ສາແຕ່ປະປໍຄມາໂອແມ່ອາລໍາທໍາມົກກວດເຊງດາຍົ້ມຕາຍົ້ມຈ້າງປີຄມັງເວເປັນ Original music is impossible. Oh yeah, I remember now. She's one of the artists that produce original music. Damn. Nè, lại nè, nhóm sờ lành. Original music is impossible. Oh, lại nè quan dạy thay, mà tập hiệp ở sầm khăn nè, sầm khăn cứ sầm đó phụi. Ai dạy ban thay nữa sọc máy, bà xin chỉ dương chưa ở pro dương này cả đói. Bà dương miền sầm đó sẽ dương miền đào ca khắp phố nông ca thưa chỉ này chuẩn bị. Phần tay là bay mình là bay ở đằng này, phần tay ai thay dương thưa chỉ này chuẩn bị ban để sao tại sầm đó bao dương chứ nghe. Cái này tam nhôm yul cứ đặt ra tại kê ở đâu đầm lại original music bên này là kê ở đâu đầm lại original music cứ ở bên này kê chua dương từ chiến ở bên này kê support dương bên kê sponsor dương chương vậy để dương thua effort để dương thua từng ở nắng cứ ban là việc vì cho này thấy nhôm đang thay quạt thua bị phep sải mà quạt bàn tay và dương thua hai nơi tại ở bên này control vì ở bên ban chụp nổ với cổ việc của bạn còn kê hụt nơi đây ta kê bóng cho bạn còn bà khi nhầm sắp xong đây tự ổn đi khi nhầm bà hai chết đạp lớp xây bàn tay ở vầy đại kê mình dấu bên mẹ đại xa tay lối rụt hiếp là bay là bánh cứ đại xa tay cái đây sở lành. This is about love. Love from wow, I got to say the edit is so cool. This is about love. Love from my music. My artist. The main man himself. My country. This earth. Hey. Ooh. I fought every day to earn my success. Yeah, she got an award. Woman of the future. Oh my god, damn. It takes a long time to be a king. Nè, anh ấy đã nhóm dạy bên đâu rồi. Nhóm bán dạy theo quát là TED Talk dạy làm phim music. Đứa chịu bán dạy đây ta. And as a king, it is with love with which I shall rule. Thơ ta play sở lành robot nè. Team. The Butterfly production crew. A king. Vì đâu nâng khai đây. I gotta say, cái này nít mùi. Sure. Bao khi nhóm sắp xong đây tự ổn đi. Khi
ញុំប្រហែលជាដើរផ្លូវផ្សេងអ្នកកន្លែងហ្នឹងបើគាត់ថាបើសិនជាគាត់ស្ដាប់សំដីអ្នកដែលប្រាប់គាត់ថាធ្វើចឹងអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអត់មានអ្នកគេឲ្យ value អត់មានអ្នកគេលក្ខណៈថា support យើង sponsor យើងគាត់ហ្នឹងលក្ខណៈថាទៅរកផ្លូវផ្សេងដែរប៉ុន្តែគាត់តែសារតែភាពស្រឡាញ់គឺភាពស្រឡាញ់ចំពោះ music គឺគាត់like been through a lot finally គាត់ក៏បាន success ជាមួយនឹង career ជា artist ហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលគាត់មានស្រឡាញ់ជំនាញអញ្ចឹងទៅទោះបីគាត់មានវ័យមិនក៏ដោយគាត់ចាស់ជាងនឹងក៏ដោយគាត់នៅក្មេងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែ produce music ដែរដោយសារតែវាគឺជាចំណងចំណូលចិត្តវាគឺជាភាពស្រឡាញ់មួយដែលនៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ដើម្បីផលិត music ក៏ដូចជាខ្ញុំមិនថាតែគាត់ទេខ្ញុំថាគ្រប់តែមនុស្សដែលស្រឡាញ់ music ដូចជាអ្នកជំនាញផ្សេងផ្សេង original music របស់ Tenne បងវ៉ាន់ដែរ etc បើគាត់នៅតែស្រឡាញ់ music គឺគាត់នៅតែ produce នឹង Yeah so អានេះគឺជាវីដេអូនឹងខ្លីមែនទែនដោយសារតែដោយសារតែវីដេអូរបស់គាត់ខ្លីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាមហ្នឹង so yeah សង្ឃឹមថាអ្នកនាងជួយចិត្តហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងអីកុំបកែប្រកែដោយសារតែអានេះគឺជា opinion របស់ខ្ញុំយកចេញពី story របស់គាត់ទេ and ហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកនាងចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះមករៀង slow តិចអី yeah ជួបអ្នកនាងក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតគុំ please subscribe peace